Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu mình là Tài, chủ của trang trại nuôi yêu sao Tín Tài. Thì hôm nay tiện thể có một cái bình nuôi yêu ngâm mật ong mà trang trại làm ngâm một cặp là 6,8 lạng cho anh Vinh tại Hà Nội, anh nhờ trang trại ngâm luôn. Thì tiện có cái bình mật ong này là 1,5 tháng rồi, thì chuẩn bị trang trại cũng gọi anh qua để anh lấy. Anh nhờ đánh giá ngâm và đã đưa tiền trước nhưng anh vẫn chưa qua lấy. Thì tiện đây thì mình sẽ làm một cái video để nói về cái tác dụng của cái nhung hiêu này đối với cái người, những cái tốt người cao tuổi. Đấy, thì cái nhung hiêu đầu tiên mình giới thiệu luôn. Nhung hiêu chúng ta có nhiều cách sử dụng. Chúng ta nếu uống được rượu thì chúng ta có thể ngâm rượu cũng rất là tốt. Tại vì rượu khi sử dụng thì cũng dễ dùng, thứ hai là dẫn cơ thể mình nhanh hơn và nó lấy chất của nhung hiêu rất là tốt. Thì ngoài ra mọi người nếu như mà không dùng được rượu, không uống được rượu thì mọi người có thể ngâm mật ong như trang trại đang làm đây. Đấy, thì cái chất lượng thì mọi người yên tâm là khi cung cấp nhung ấy, trang trại là chỉ cung cấp tươi nguyên cặp thôi, tức là đã còn nguyên lông nguyên huyết này, trang trại cắt như thế nào chỉ bọc đầu cắt lại, người nguyên cặp về hướng dẫn mọi người tự ngâm, nên là chất lượng là mọi người là yên tâm là tuyệt đối, trang trại là đảm bảo tuyệt đối cho mọi người, kể cả về chất lượng, kể cả về phần niềm tin khi mọi người mua sản phẩm đang còn nguyên cặp như thế là mọi người sẽ yên tâm là tuyệt đối luôn. Đấy, không bao giờ lo vấn đề là hàng kém chất lượng hay là hàng giả hay là kia hết. Nguyên một cặp tươi ở trên đầu có nhiều là trang trại cắt nguyên như thế, đang còn nguyên trạng như thế, về mọi người là tự làm lông, tự chế biến và tự sắp lát. Đấy, và xin tự giới thiệu luôn thì trang trại nuôi sao Tín Tài để Tình Yên Dương Lương Nghệ An, mình là chủ trang trại thì cũng cam kết một điều rằng là cái sản phẩm của trang trại mà bán ra cho mọi người, cái hàng sức khỏe nên trang trại sẽ làm rất là uy tín và làm theo một cái tâm của người bán hàng sức khỏe. Đấy, trang trại không bao giờ làm một cái vấn đề gì mà vì lợi nhuận hay gì là làm ảnh hưởng đến cái uy tín và cái sức khỏe của mọi người. Nên mọi người khi sử dụng sản phẩm của trang trại thì hãy yên tâm tuyệt đối. Đây là thực ra là khách, cái bình này là thường thường trang trại không ngâm hộ đâu, tức là không ngâm để bán trước đâu, nhưng mà khách anh hoàn toàn, anh Vinh tại Hà Nội, anh hoàn toàn tin tưởng từ trang trại rồi. Và anh ngâm, anh đưa tiền và anh để cái bình ở đây, và đến bây giờ tầm gần 1,5 tháng anh vẫn chưa qua anh lấy. Chắc là anh hẹn tầm một tuần anh qua. Thế thì thực ra anh đã mua cặp thứ tư rồi anh trai, và nói chuyện và tiếp xúc với anh hoàn toàn tin tưởng nên anh mới làm như thế. Thì mọi người tất nhiên là khi sử dụng thì mua thì mọi người cũng đặt một nghi vấn là trang trại khuyên là nên ngâm một cái đấy, đặt trang trại và trang trại gửi nguyên một cặp tươi như thế về, mọi người mua một cái bình thế này, mọi người tự chế biến ngâm ở nhà. Thế là một cái cách mà mọi người sử dụng chúng ta sẽ yên tâm nhất. Thì quay về cái chủ đề chính ấy, mình muốn nói hôm nay là cái chủ đề về tác dụng của nhung hiêu đối với người cao tuổi. Thì cái nhung hiêu này mình xin lưu ý mọi người nhé, nó không độc, tức là mọi người đôi khi dùng các sản phẩm liên quan sức khỏe, ví dụ như rượu rắm hay là một số rượu ba kích hay là rượu thuốc phiện, mặc dù nó có tác dụng một cái khía cạnh nào đấy, nó có tác dụng đối với sức khỏe nhất thời, nhưng mà ẩn ở bên trong ấy thì nó sẽ có một cái gì đấy người ta gọi là có một chút gì đấy độc hại. Mỗi một sản phẩm nó sẽ có một cái điển hình riêng, tức là sẽ có một cái chút gì đấy độc hại. Thì cái riêng cái nhung hiêu này ấy, thì mình cũng nói luôn là nó không hề độc. Ngoài ra thì nó là một cái thứ mà hoàn toàn là tự nhiên. Đấy, nó có vị ngọt, được xem là một bài thuốc cực kỳ quý cho sức khỏe, giúp người già ngăn ngừa được những cái bệnh tật. Đấy, bệnh tật về tuổi già, và có những cái tăng cường sức khỏe để cho mọi người, các chú, các bác, các cô ấy mà có tuổi rồi, chúng ta có thể kháng được bệnh tật rất
rất là tốt. Thì cuộc sống hiện tại phát triển đi kèm với một xuất hiện rất nhiều cái bệnh mà giúp sức khỏe của chúng ta giảm sút. Thì cái sản phẩm này hiện tại trang trại đang phát triển là sản phẩm nung nhu sao tươi. Nó là một sản phẩm có thể giúp cho sức khỏe của mọi người là người cao tuổi rất là nên sử dụng, nó giúp rất nhiều. Nếu chúng ta ngâm một cái bình này sử dụng trong vòng một năm là chúng ta sẽ cảm nhận được tác dụng là sẽ nâng lên rất nhiều. Tức là mình sẽ đi sâu về cái tác dụng của nung nhu đối với người cao tuổi. Ví dụ như mà mình muốn nói đến là do đặc thù của chức năng sinh lý bộ phận trên cơ thể đầu tiên ấy, cái nổi tiếng của nung nhu này là nó liên quan đến cái sức khỏe rồi, tức là từ sức khỏe thì nó có thể nâng được cái khả năng sinh lý của mọi người lên. Thì cái nung nhu là có thể giúp tăng cường sinh lý cho nam giới và nữ giới mà. Thì nó đã có cái tiếng từ lâu rồi. Thì vậy là vì người già, người tuổi càng cao thì sẽ có một cái chức năng sinh lý càng giảm xuống. Vì vậy cái nung nhu này đầu tiên nó sẽ giúp được chúng ta duy trì ổn định và tốt được cho cái chức năng sinh lý đấy, giúp khỏe mạnh lên. Cái này, vấn đề này thì mọi người có thể tham khảo có thầy thuốc đông y. Tại vì cái bài thuốc của thầy thuốc đông y mà giúp các vợ chồng mà hiếm muộn ấy, đôi khi là không phải đôi khi mà thường chắc chắn là sẽ có nhung hiêu vào. Ngoài ra ấy, thì nhung hiêu này nó còn giúp cho người cao tuổi là ăn ngon và ngủ tốt đấy, nên là nó sẽ hỗ trợ được một cái sức khỏe là tốt nhất cho mọi người. Cái giấc ngủ là quan trọng và ăn ngon, ngủ và ăn nó là hai cái tất yếu của con người, nên là cái nhung hiêu này giúp ăn ngon ngủ tốt thì mọi người phải biết là nó cực kỳ thân thiện với sức khỏe. Cái thứ hai là nó bổ được trí não. Cái nhung hiêu này là nó bổ được trí não, lưu thông huyết khí huyết. Vì vậy nên đối với người cao tuổi nó sẽ giảm được các bệnh như là xuất huyết não này. Đấy, hoặc là các bệnh mà liên quan đến lão hóa. Đấy, giảm cái sờ chép cho người cao tuổi, làm cho mọi người là có thể thư giãn và có một cái thể lực tốt hơn hàng ngày để chúng ta thể dục thể thao. Vì nó rất là tốt cho huyết, tức là bổ máu ấy, nên là nó có thể phòng ngừa được bệnh tim mạch. Những người tuổi già thì thường bị tỷ lệ bị bệnh tim mạch cũng rất là nhiều. Vì vậy cái nhung nhiêu này nó cũng giúp được cho người già là phòng ngừa được cái bệnh tim mạch ở tuổi già. Cái nhung nhiêu nó còn có một tác dụng là điều hòa huyết áp. Đấy, tức là khi mọi người mà huyết áp thì thường dùng nó sẽ giữ và điều hòa rất tốt, là nhất đối với những người huyết áp thấp thì nhung nhiêu dùng là cực kỳ tốt. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng nói luôn, tại vì cái sản phẩm này, nhung nhiêu này nó rất là bổ cho sức khỏe, nên là đối với những người cao huyết áp thì chúng ta không nên sử dụng. Đấy, kể cả nhân sâm mọi người nhé, không riêng gì nhung nhiêu, thì đối với người cao huyết áp thì chúng ta không nên sử dụng. Đây là một cái khuyên của sau khi các công trình nghiên cứu về nhung nhiêu của các bác sĩ, của các nhà giáo sư ở bên y học, người ta đã định ra là không nên sử dụng nhung nhiêu cho những người cao huyết áp. Còn lại là những người huyết áp thấp lại là rất là tốt, nó giúp điều hòa huyết áp ổn định hơn. Đấy, nhung nhiêu còn có thể giúp giải độc được gan thận. Đấy, là hai cơ quan có chức năng đào thải và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Đấy, thì khi cuối tuổi càng cao thì hoặc sử dụng bia rượu trong cái thời gian dài ấy, thì cho gan và các thận của người già suy giảm, thì cái nhung nhiêu này là một cái bài thuốc nó sẽ bồi bổ chức năng gan thận lên và giúp đẩy mạnh được cái chức năng hoạt động
của gan thận trong cơ thể của con người. Nên là cái việc mà nhung yêu mà tốt cho gan thận là cái này là chính xác, được các nhà khoa học đã phân tích. Ngoài ra thì cái nhung yêu này, nhung yêu ấy, nó còn thực ra là nhung yêu còn đến tận khoảng 26 axit amin. Trong cái đấy là nó có rất mạnh về các vấn đề về bổ xương khớp, nên là về xương khớp đối với người cao tuổi nhung yêu cũng rất là tốt mọi người nhé. Đấy, ngoài ra còn rất rất nhiều cái chức năng khác nữa thì trang trại cũng không thể liệt kê hết ở đây được. Đặc thù là trang trại muốn nói đến là về sức khỏe nhung yêu là rất là hiệu quả. Vì vậy nên là mọi người mà ai mà có bố mẹ đang còn trẻ mà xem, này ai còn bố mẹ ông bà mà muốn ông bố mẹ ông bà cái sức khỏe mà khỏe và tuổi già ở bên con cháu lâu hơn thì mọi người nên đầu tư một số tiền nhỏ để làm một cặp nhung yêu này, ngâm vào bình mật ong hoặc ngâm rượu để biếu cha bố mẹ, biếu ông bà. Cái đấy là một cái điều rất là tốt. Thì họ cũng làm cái video về cái chức, cái tác dụng của nhung yêu đối với người cao tuổi ấy. Thì tiện đây ấy, làm video này thì mình cũng muốn đảo luôn đấy, nhưng mà ngâm một tháng rưỡi thì mình đảo để cho nó đồng đều để cho mọi người xem luôn. Cái sau một tháng rưỡi cái lát nhung nó như thế này nhé, lát nhung yêu như thế này, đây mọi người xem đấy là gì, tức là mật ong sẽ làm chín nhung yêu luôn mọi người ạ. Vì vậy chúng ta có thể dùng trực tiếp cái này luôn, hoặc là chúng ta có thể là pha vào nước sôi hoặc là hấp vào nồi cơm chúng ta dùng. Đây hầu như các lát nhung yêu nó đã tái chín hoàn toàn, mọi người có thể sử dụng là tuyệt đối là an toàn. Đấy. Thì cái video của trang trại mà làm đến đây ngắn thế này thôi. Mọi người mà xem mà video ấy, mà cảm thấy cần cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với trang trại qua số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Hoặc đơn giản nhất là mọi người hãy để lại cái số điện thoại ở bên dưới, trang trại sẽ có nhân viên là tư vấn chi tiết cho mọi người. Đấy, và đừng quên là hãy ấn like hoặc chia sẻ video để ủng hộ trang trại, hoặc hãy chia sẻ cái sản phẩm này đến những cái người thân của mình để giúp cho mọi người biết được cái sản phẩm tốt này. Rất nhiều anh chị cô chú bác mà đôi khi muốn sử dụng mà chúng ta anh chị chưa biết về thông tin nên cũng chưa biết đến cái sản phẩm này. Thì vậy nên mọi người hãy chia sẻ giúp trang trại. Ai mà xem video lần đầu tiên thì hãy ấn vào nút đăng ký đỏ bên dưới để nhận được những cái thông tin mới nhất từ trang trại cập nhật lên trên kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.